Mến chào quý cô chú và các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại nhà của con Năm Vui, một hộ nuôi ếch ở miền Tây quê mình ha. Thì video hôm trước á, mình có chia sẻ đến cả nhà một video là cậu Năm cho ếch ăn đó, và thả một lứa ếch mới đó. Thì hôm nay á, là ngày mà cậu Năm xuất bán những cái mùng ếch và những cái con cá rô kết hợp tôi chung ở trong cái mùng ếch nè các bạn. Giờ hiện tại mấy anh thợ đang bắt đầu gặn những cái mùng ếch để mình bắt cá rô ra mình bán trước, rồi một hồi mình sẽ cân ếch mình bán sao luôn các bạn. Rồi hiện tại thì mấy anh đang gặn ếch với cá ra riêng rồi các bạn. Rồi như các bạn đã thấy thì mấy anh sẽ lòn một cái cây sào dài các bạn, ngang qua cái mục đó, xong rồi mình sẽ tiến hành mình kéo đưa nó cao và kéo tới để mình lùa những cái con cá dưới đáy của cái mục đi lại cái góc. Mình sẽ bắt đầu là mình lùa ếch với cá ra riêng các bạn, rồi để mình bắt cá lên. Đó, còn ếch hồi một hồi thì mình sẽ tiến hành mình gạn sao chừng nào cân ếch mới gạn ếch nha các bạn. Giờ mình gạn cá rô trước. Đây là cái lưới cá rô chuẩn bị vô sọt, mình đem lại đằng kia mình lọng lại cho bạn họ cân sao. Đó, bây giờ mấy anh đã lựa ếch với cá ra riêng nè, ếch mình sẽ vừa chừa lại các bạn. Thì giờ mình sẽ bắt cá rô thôi. Đó, mình sẽ dùng cái sọt như thế này. Đó, mình sẽ xúc vô. Đó, gom một góc về mình xúc vô dễ các bạn. Đó, sau mình sẽ cho vô khao. Khao xong rồi lại kéo lại cái xuồng lại đằng kia mình bỏ vô cái lưới để gọng cho nó cân cân như vậy. Gà đá nữa chứ. Gà đá, dài thịt dài lắm à. Gà đá của người em. Cái cày bỏ măng vô nó thứ nào thì nó khó luôn. Rồi em cho đó rồi lo mà dồn vô chứ. Ê, có ba con này chút một lần lại cái em còn ba con nè. Chút một khỏi. Đấy, hai lần lắm. Gắn lại. Hồi lũng qua bên đấy. Mình dám nhiều hơn nãy đó. Còn chó nhiều chứ. Nhiều lắm à. Đắt nữa. Nhiều hơn. Nhiều hơn bằng đầu nữa. Nhiều hơn bằng đầu. Thôi, 200 kg. Cái nữa được không? Hết không? 200 kg. Cái bình này là bằng cái bình đầu nữa. Nhiều hơn bằng đầu. Nhiều hơn bằng đầu nhiều. Đổ vô cái nữa đi rồi con thao là nhiều hơn nãy rồi đó. Nhiều hơn rồi còn hai cái sọt của mình cái đâu có sọt nào đó. Còn nhóc chấm như thế. Lại dám cái mồng bên đó là ủa má dám có lại. Là có cái mồng giữa đi vô cái mồng giữa đó. Là cái mồng giữa đó. Sao nó quất chợ hết luôn mà. Chợ đâu cái mồng đó lại dụng cá. Đó thả điệu dân mà. Các bạn như vậy là đã mấy anh đã gạn xong một mùng rồi các bạn. Thì một mùng á thì khoảng gần một hao cá rô như thế này. Đó thì tại thì không to nữa cả. Lúc khai tay không thấy cá rô rất nhiều. Bây giờ mấy anh sẽ lần tới thằng cái mùng ở chỗ này nè. Các anh sẽ đổ vô để gọng. Rồi một hồi cái lái thương lái vô người ta sẽ tiến hành ra cân các bạn. Đây có nhiều hơn. Là cái mùng này nó nhiều dữ nè. Coi chừng nha. Rồi đó hai con tiếp tục. Rồi cái thao cá rô nè. Quá trời cái thao cá rô. Đây thợ nấu nè cả nhà, nó thay thợ nấu nghe không đó. Trời ơi, trời giờ cái nồi giả cày cái nồi chắc này chắc hai ba chai cây củ quá. Tớ mà
bơm lên lộ ông cũng la. Bơm một là không tuổi hay. Vậy á? Rồi thì hiện tại thì mấy anh tiếp tục tới ông tới trước đi. Ông tới trước thôi, nó vừa nó qua. Rồi ít cái gà riêng đây hẹp này thì cũng tiếp tục như thế, không lọt cái xào rồi mình dở cao lên mình kéo tới các bạn. Không cứ tới hoài đó. Cái mồm này đất hẹp. Cá rô hả? Từ nãy rồi. Ít nhất mà nhiều nhất. Ít hơn mùi nhiều. Tại vì mùi này là còn thả ba cá dạc vô. Có nó. Hai mấy tiếng nữa. Rồi cho nó tới em ha. Đây anh nhắm cao cao lên. Để cái nguồn này là cá dạng nhiều. Còn đó. Sợ nó gạn ra cá rồi. Còn cá kìa. Còn cá gạn vậy còn cá nhóc kìa. Thấy không? Cá. Nhiều thắt cúc rồi. Tốn cái bài mãn cái đó. Ôi cá nằm bên đây nhóc luôn kìa. Nhóc lên đi, nhóc lên đi. Để nó mở lên ha. Lên hũ rồi. Đó thở em hai đó chuyện ở đây đổi nữa. Quay xuồng ngang qua luôn. Vừa không thấy. Hả? Vừa không thấy. Thấy nè, thấy cây nè. Thấy cây nhập xuống, xuống dọa lên. Sao quý vị? Thuốc trọt, không biết trọt, không biết trọt, lỗ dĩ hả? Mang chai thì hiện tại mấy anh đang tiến hành gạn hết các bạn, gạn hết ra cá ra rồi đi đó, rồi bắt đầu mình sẽ xúc cá thôi. Một hồi chừng nào cân ếch thì gạn ếch luôn các bạn đó. Thì có một hồi gạn ếch cho các bạn với cá thì đây là cái mùa cuối cùng các bạn, và cái hôm nào là cá cuối cùng của cái mùa còn lại đó. Thì một hồi thì mấy anh sẽ tiến hành gạn ếch lại sau, giờ bắt đầu gạn cá, mình gạn cá trước rồi mình cũng xin phép dừng video này ở đây. Một hồi mời các bạn theo dõi video tiếp theo của mình khi video gạn ếch nha. Rồi mình xin kết thúc video đây ở đây nha các bạn. Hẹn lại các bạn ở video tiếp theo.